Hello, xin chào Tân Hỏi nhé. Số điện tử công nghệ cao hotline 0865 618 226. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người 6 cái mẫu sản phẩm máy gym siêu nhỏ cũng như là máy gym ngụy trang đang có sẵn tại cửa hàng nhà mình các bạn nhé. Đó, thì ở đây mình đã tổng hợp có 6 mẫu như này các bạn nhé. Đó, thứ nhất là đây là cái máy gym siêu nhỏ Soli. Đó, hàng chính hãng Soli các bạn nhé. Bộ nhớ trong là 8GB này. Đó, mẫu này thì mình bán rất chạy trong là 2022 và 2023 rồi. Đó. Tiếp theo đây là cái máy gym M18 bạn nhé, máy gym siêu nhỏ M18 này. Đó. Cái máy gym ngụy trang móc khóa, hỗ trợ bộ nhớ ngoài bạn nhé. Đây. Tiếp theo là cái máy gym cũng là ngụy trang móc khóa, mã là M20. Đó. Ngụy trang móc khóa bạn nhé, bộ nhớ trong là 8GB. Tiếp theo đây là cái máy gym siêu nhỏ SK19 với dung lượng pin được rất là lâu, được khoảng 15 ngày các bạn nhé. Bộ nhớ trong là 8GB này. Đó. Mặt này sẽ có lăm châm dính bạn nhé. Các bạn có thể gắn trên xe cũng như là gắn ở trong phòng mà còn được ở bất kỳ chỗ nào đều được hết bạn nhé. Tiếp theo đây là cái máy gym ngụy trang hình chữ USB, mã là Q62 các bạn nhé. Đó, với bộ nhớ trong là 8GB. Thì chiếc USB này thì bạn vẫn có thể sử dụng như một chiếc USB bình thường luôn bạn nhé. Bộ nhớ của nó là 8GB. Đó. Tiếp theo đây là cái máy gym ngụy trang hình chiếc bút viết bạn nhé. Mã là G5. Máy gym này nó sẽ có bộ nhớ trong bạn nhé. Đó. Nó sẽ bộ nhớ ngoài. Các bạn sẽ gắn một thẻ nhớ vào đây. Nó dùng thôi. Đó. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về những dòng sản phẩm máy gym siêu nhỏ cũng như là máy gym ngụy trang đang có sẵn tại cửa nhà mình thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Và các bạn đăng ký kênh Dubin Thắng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi các bạn đăng ký kênh Dubin Thắng Phát thì đối với những bạn nào mà mua định vị nghe lén thì bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc sim đã đăng ký mạng sẵn 3G 4G. Còn đối với bạn nào mua camera thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Còn những bạn nào mà mua máy game thì các bạn sẽ được miễn phí ship hàng toàn quốc bạn nhé. Nhận hàng bạn được bóc hàng ra, kiểm tra và test thử. Cam kết video mình quay như nào thì chất lượng khi các bạn nhận hàng nó sẽ là như vậy luôn bạn nhé. Cứ kiểm tra test thử ok thì nhận hàng, mà không ok thì bạn hoàn hàng máy cho mình. Còn thì sau đây mình sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cho mọi người cũng như là hướng dẫn mọi người chi tiết từng mẫu sản phẩm nhé. Đây là cái máy gym DVR31 này. Đó. Máy này thì bộ nhớ trong là 8GB này. Đó. Nút hai nút bên trên này sẽ là nút on/off nhé. Đó. Khi các bạn ghi âm thì các bạn sẽ gắn lên chữ on. Đó. Còn khi mà các bạn muốn lưu file ghi âm thì các bạn sẽ gắn vào chữ off nhé. Đây sẽ là cây cắm chân cắm sạc này cũng như chân cắm tai nghe. Đó. Hàng chính hãng Soli này. Trên thị trường có rất là nhiều bên người ta bán các cái mẫu sản phẩm là nhìn hình dáng nó giống cái mẫu DVR31 luôn, nhưng mà không phải là hàng DVR31 bạn nhé. Đó, có chữ Soli thì mới là hàng chuẩn. Đó, cộng trừ đây sẽ là giúp bạn có thể là tăng giảm các bạn có thể là chuyển file ghi âm nhé. Đó, chuyển file ghi âm từ file 1 sang file 2 cũng như từ file 2 sang file 1 bạn nhé. Đó. Tiếp theo đây là cái máy ghi âm M18 này. Đó, máy ghi âm ngụy trang móc khóa bạn nhé. Nó sẽ có bộ nhớ ngoài này. Đó, các bạn sẽ gắn một chiếc thẻ nhớ vào. Đó, các bạn gắn thẻ nhớ vào như này. Đó, sau đó các bạn sẽ thấy ở trên thiết bị đây nhá, nó sẽ có chữ on off này. Đó, các bạn gắn sang chữ on nó sẽ là ghi âm và phải off là kết thúc ghi âm nhá. Còn đây sẽ là chân cắm sạc ở đây. Đó, các bạn bóc ra sẽ là chân cắm sạc ở đây. Đó. Đó, các bạn muốn ghi âm đây, các bạn sẽ gắn lên chữ on thôi thì thiết bị sẽ sáng màu đèn chớp chớp đèn màu đỏ 3 lần tắt đi. Ở đây là thiết bị đang bắt đầu ghi âm nhá. Đó, màu đỏ 3 lần và màu xanh 3 lần. Đó, như này là thiết bị đang bắt đầu ghi âm. Đó, khi ghi âm thì các bạn sẽ để cách cái đối tượng các bạn theo dõi khoảng 8 đến 10 mét nhé, là có thể thu âm được rõ nét. Đó, sau đó bạn muốn lưu lại file ghi âm thì bạn sẽ đặt vào chữ off thôi. Nó sẽ là lưu file ghi âm. Tiếp theo để lấy dữ liệu ra thì bạn sẽ này, bạn sẽ cắm trực tiếp cái chân cắm sạc này vào cắm chân cắm vào đây, rồi các bạn cắm vào máy tính. Còn cách thứ hai chân tai nghe thì các bạn cũng thế nhá, tai nghe bạn sẽ cắm vào đây. Còn cách nhanh hơn thì các bạn sẽ tháo thẻ nhớ ra, các bạn cho vào đầu lọc thẻ, rồi bạn cắm vào máy tính để nghe lại thôi. Đó, rất là đơn giản bạn nhé. Tiếp theo đây là cái máy ghi âm ngụy trang hình chữ móc khóa, mã là M20. Đó,
Đây, các bạn sẽ thấy cộng trừ đây sẽ là dụng bạn có thể là chuyển file dâm nhé. Đó, các bạn, ví dụ bạn đang ở file 2 và các bạn chuyển sang file 3, các bạn chọn chọn dấu cộng mà xuống file 1 thì các bạn chọn dấu trừ. Đó, là khi ở trên đây khi mà các bạn sạc pin nó sẽ hiện phần cái vạch pin ở đây. On off đây nhá. Đó, để ghi âm thì các bạn sẽ gạt lên chữ on, còn lưu file ghi âm thì các bạn gạt lên chữ off đó. Đây sẽ là chân cắm tai nghe và chân cắm sạc, cũng là chân kết nối với máy tính luôn. Đó, để ghi âm thì các bạn sẽ gạt lên chữ on thôi. Đó, gạt sang chữ on thì nếu mà có pin nhá thì nó sẽ hiện một cái đê, dây chạy đây. Đó, đây như này là đang ghi âm bạn nhé. Đó, bây giờ các bạn muốn kết thúc ghi âm thì các bạn sẽ gạt về chữ off thôi. Nói chung là nó chỉ có mỗi chữ on off thôi, bạn gạt sang on là ghi âm, còn gạt về off là kết thúc ghi âm thôi. Tiếp theo đây là cái máy ghi âm siêu nhỏ, pin khủng 15 ngay, mã là SK19 bạn nhé. Mẫu này thì bộ nhớ trong của nó là 8 GB, giúp bạn thể ghi âm liên tục được khoảng 500 tiếng nhé. Đó, đây sẽ là cái lỗ báo đen này. Đó, và cái mặt này sẽ là cái mặt nam châm, giúp bạn có thể là gắn trên xe này, cũng như các bạn có thể là gắn vào gầm giường, gầm tủ đâu đó cũng được, miễn là chỗ nào có sắt nhé. Đó. Rồi, các bạn sẽ thấy ở trên này sẽ có hình mũi tên nhé. Rồi, các bạn gạt theo hình mũi tên này. Đó, gạt theo hình mũi tên thì thiết bị sẽ sáng đèn màu đỏ lên, sau đó sẽ chớp chớp 3 lần tắt đi. Đó là thiết bị đang bắt đầu ghi âm nhé. Như này là thiết bị đang bắt đầu ghi âm rồi. Đó. Sau đó các bạn muốn kết thúc cái file ghi âm nhé, muốn kết thúc ghi âm thì các bạn sẽ gạt về, đó, các bạn sẽ gạt về off thôi, nó sẽ là lưu file ghi âm nhé. Còn bên dưới đây sẽ là cái khay cắm này, các bạn có thể là sạc pin này, cũng như là các bạn có thể là cắm chân cắm tai nghe đây, cũng là chân kết nối với máy tính luôn. Đó, rất là đơn giản thôi. Tiếp theo đây là cái máy ghi âm ngụy trang hình chữ USB, mã là Q62, bộ nhớ trong là 8 GB. Đó. Đó, như một chữ USB bình thường bạn nhé. Đó, để ghi âm thì các bạn sẽ gạt theo cái chiều, đấy, các bạn gạt theo chiều sang này, đó, sang cái chiều có móc treo nha. Đó, các bạn gạt cái sang này. Nếu mà máy còn pin thì thiết bị sẽ chớp đèn màu đỏ 3 lần tắt đi ở đây là thiết bị đang ghi âm. Còn đây là máy này đang hết pin bạn nhé. Các bạn muốn lưu file ghi âm thì các bạn sẽ gạt ngược lại thôi. Đó. Đó, các bạn muốn kết thúc file thì các bạn sẽ gạt ngược lại như này là đã lưu được một file ghi âm. Đó, sau đó các bạn muốn nghe lại nhé. Muốn nghe lại thì các bạn sẽ cắm cái chân cái USB này cắm trực tiếp vào trong máy tính luôn, cái chân USB của máy tính á, các bạn cắm vào rồi bạn nghe lại trực tuyến ở trên máy tính luôn nhé. Mẫu này thì nó sẽ không có tai nghe, một bộ phụ kiện nó chỉ có máy không thôi, các bạn sẽ cắm trực tiếp vào máy tính để nghe lại nhé. Tiếp theo sẽ là cái máy ghi âm ngụy trang hình chiếc cây bút viết, mã là G5 nhé. Đó. À, sử dụng thì các bạn sẽ xoáy lửa bút này. Đó, sau đó bạn sẽ gắn thẻ nhớ ngoài các bạn nhé. Máy này nó không có bộ nhớ trong, nó chỉ có bộ nhớ ngoài thôi. Đó, các bạn sẽ cắm bộ nhớ vào. Đó, trong này sẽ là chân cắm sạc luôn bạn nhé. Cũng là chân kết nối với máy tính nhưng mà tai nghe luôn. Đó, khi mà các bạn lắp sao thẻ nhớ xong thì các bạn sẽ xoáy vào. Đó, để sử dụng thì các bạn sẽ gạt, các bạn sẽ dí liền nút trên này. Đó, bao giờ sáng đỏ được các bạn có thấy à? Đó. Như này là thiết bị nó sẽ chớp chớp 3 lần màu đỏ tắt đi, sau đó lại sẽ chớp chớp 3 đèn màu đỏ một lần nữa. Đó. Tổng là 6 lần màu đỏ nhé. Đó. Như này là thiết bị đang bắt đầu ghi âm rồi các bạn nhé. Đó. Khi ghi âm thì các bạn vẫn có thể viết được như bình thường nhé. Đó. Các bạn vẫn viết cũng như các bạn treo vào túi áo ngực hoặc là túi quần đều được hết bạn nhé. Đó. Các bạn muốn kết thúc cái file ghi âm thì các bạn sẽ cần dí liền mà. Đó, bao giờ cái đèn màu đỏ chớp chớp 3 lần tắt đi như này là thiết bị đã lưu được file ghi âm rồi. Đó, bây giờ muốn lấy dữ liệu ra nhé thì bạn sẽ xoáy ra này. Đó, các bạn sẽ cắm trên kết nối vào chân cắm sạc này, các bạn cắm vào USB của máy tính, hoặc là các bạn cách nhanh hơn thì các bạn sẽ tháo thẻ nhớ ra, các bạn cho vào đầu lọc thẻ nhé. Đầu lọc thẻ thì khi các bạn mua hàng những cái mẫu mà dùng bộ nhớ ngoài thì mình sẽ đều tặng cho các bạn một chiếc đầu lọc thẻ nhé, để các bạn có thể lấy dữ liệu ra nó tiện lợi hơn. Đó. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng của 6 cái mẫu sản phẩm máy ghi âm siêu nhỏ cũng như là máy ghi âm ngụy trang đang có sẵn tại cửa hàng nhà mình. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về những cái mẫu sản phẩm máy ghi âm này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 618 226, các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Video mình xin kết thúc tại đây. Xin chào mọi người ở những video clip sau.